Chào bạn, thì hôm nay mình có một thông báo nhỏ nhỏ với bạn, nhưng mà trước hết mình xin lỗi tất cả bạn vì rất lâu rồi mình không làm video, phải đến 4 tháng rồi từ khi mình làm game và 3 tháng từ khi bài nhạc. Mà nếu bạn đã biết mình là music producer, mình sẽ không nói nhiều về vấn đề đấy. Và hôm nay mình sẽ có một thông báo chính thôi, mình sẽ quay trở lại làm video đều đặn, có thể là làm hàng ngày hay là 2 ngày video hàng tuần, nói chung là tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình. Nhưng mà giờ mình sẽ có khá là nhiều thời gian rảnh. Còn một điều nữa là mình sẽ ít làm Minecraft và thậm chí không làm Minecraft, vì là Minecraft thì mình đã bỏ rất là lâu rồi, nó update rất là nhiều thứ mới. Command thì mình mù tịt luôn. Mình sẽ chơi mấy game khác, như kiểu là mấy game mình biết, game này là mình mới mua xong thì Don't Starve Together mình chơi từ trước rồi, nhưng mà đây là bản crack, bản mua thì nó có nhiều thứ hơn. Mình nếu mà các bạn muốn mình làm Minecraft về, các bạn hãy truy cập đường link Facebook này, các bạn bảo xem mình nên làm cái gì. Mình nghĩ là mình sẽ chỉ chơi mod thôi, tại vì mod thì cũng không cần nhiều kiến thức về cái game này cho lắm. Mình có thể sẽ chơi dưới tư cách của một khách mời, nhưng mà mình vẫn sẽ quay video, mình sẽ trong tình trạng mù tịt về Minecraft, bạn biết đấy. Nói chung là bạn hãy truy cập đường link Facebook của mình, truy cập vào và nhắn tin cho mình thôi, nhắn tin fanpage cho mình cũng được. Video đến đây dài, nếu bạn thích thì like, share, subscribe mình có thêm động lực làm những video tiếp theo.